Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các nước châu Phi và Mỹ Latin 1945-2000. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của nhân dân châu Phi và Mỹ Latin bùng nổ. Các nước lần lượt giành được độc lập. Tình hình kinh tế xã hội đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn không ít khó khăn và bất ổn. Một, các nước châu Phi. Châu Phi có 54 quốc gia với diện tích hơn 30 triệu km vuông, dân số khoảng 800 triệu người năm 2000. Một, vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít bị đánh bại, chủ nghĩa thực dân suy yếu, chủ nghĩa xã hội mở rộng và phát triển đã tác động tới phong trào chống thực dân ở châu Phi. Năm 1960, có 17 quốc gia ở châu Phi được trao trả độc lập. Năm 1975, thắng lợi của Mozambique và Angola trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha là mốc đánh dấu sự sụp đổ, tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi. Từ sau năm 1975, nhân dân các thuộc địa còn lại ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ thực dân cũ. Tháng 11 năm 1993, bản hiến pháp ra đời đã xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc và sau cuộc bầu cử dân chủ tháng 4 năm 1994, Nelson Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi. 2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Sau khi giành độc lập, các nước châu Phi bước đầu có những thành tựu về kinh tế xã hội nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Thách thức như tình trạng bất ổn do xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật, bùng nổ dân số. Từ năm 2002, khi Tổ chức Thống nhất Châu Phi đổi thành Liên minh Châu Phi thì châu lục này mới triển khai nhiều chương trình phát triển. Hai, các nước Mỹ Latin. Khu vực Mỹ Latin gồm 33 quốc gia, diện tích 20,5 triệu km vuông, dân số 517 triệu người 2000. 1. Quá trình giành và bảo vệ độc lập. Khác với châu Á và châu Phi, các nước ở Mỹ Latin giành được độc lập từ đầu thế kỷ 19, sau đó mới lệ thuộc vào Mỹ. Vì thế người dân ở khu vực này chủ yếu là chống chế độ thân Mỹ, tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba. Ngày 1 tháng 1 năm 1959, chế độ độc tài Batista sụp đổ trước cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba dưới sự chỉ huy của PHIDN Castro và nước Cộng hòa Cuba ra đời. Cùng với hình thức bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân và đấu tranh nghị trường, chính quyền độc tài ở nhiều nước Mỹ Latin đã bị lật đổ và các chính phủ dân tộc được thiết lập. 2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Sau khi giành được chủ quyền, các nước Mỹ Latin đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khích lệ. Một số nước đã trở thành nước công nghiệp Munich như Brazil, Argentina, Mexico. Thập kỷ 80, kinh tế Mỹ Latin gặp suy thoái, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng dẫn đến nhiều biến động chính trị. Sang thập kỷ 90, kinh tế khu vực Mỹ Latin có chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!